Vika thích như vậy. Được mệnh danh là gà nước biển, bé cưng của vùng đầm vịnh, cá bò hồng có vẻ ngoài trông dữ dằn nhưng lại chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cực kỳ cao. Thịt cá có vị ngọt, béo, màu trắng, dai và có kết cấu săn chắc như thịt gà nên khi chế biến cùng với những gia vị tẩm ướp cay nồng, đậm đà sẽ tạo nên món ăn rất hấp dẫn. Nhập gia tùy tục lần này mang đến món cá bò hồng nướng muối ớt. Đây là món dân dã nhưng đòi hỏi phải biết cách mới có thể làm được. Da cá bò hồng dày, vì vậy khó có thể ướp được cá nếu chỉ cho gia vị bên ngoài như các loại cá thông thường. Muốn cá ngon, cá đem về loại bỏ nội tạng, làm sạch bụng cá, sau đó nhồi vào trong các loại gia vị Việt Nam, để cá nghỉ cho gia vị thấm đều vào thịt cá. Nướng cá dưới than lửa hồng là ngon nhất. Cá bò hồng nướng khi chín sẽ cho từng thớ cá trắng trẻo, ngọt ngào, chấm ngập trong sốt muối ớt chanh nha trang chua cay, ăn kèm những loại rau sống, bánh tráng, bún và các loại đồ ăn kèm khác. Mỹ vị nhân gian chính là đây. Nướng ống tre. Wow, đẹp quá. Ôi thơm nha. Thơm quá. Rồi, xin mời mọi người ạ. Mời mọi người ngồi. Tre cũng là một cái biểu tượng văn hóa rất là lâu đời của người Việt Nam. Thì măng thì sẽ tiếp nối tre, cho nên cái món ăn của Linh ngày hôm nay ở trong đây cái thành phần chính là có thịt ếch là nguyên liệu chính và ngoài ra còn có măng. Măng cũng là một trong những nguyên liệu mà có thể làm được rất là nhiều cái món ăn truyền thống của Việt Nam. Yeah. Cho nên là cái món này có một chút truyền thống và một chút hiện đại. Bây giờ thì em xin phép sẽ mời hai nhóm bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha. Tadakimasu. Cứ ăn thoải mái mọi người ơi, freestyle. Ok nha. Không có theo một bất kỳ một cái quy tắc đâu hết. Ngon quá. Ngon quá. Rồi, tuyệt vời. Cảm ơn. Review. Ngon quá. Nó ngon sao? Nó ngọt ngon như thế nào? Không cay, rất hấp dẫn. Hấp dẫn. Thơm. Người Nhật không ăn thịt ếch, Việt Nam còn thấy người Việt ăn thịt ếch rất sợ. Nhưng mà ăn thì ngon. Ngon rất bất ngờ. Người Nhật thì không ăn thịt ếch. Việt Nam của bạn đã ăn măng bao giờ chưa? Măng. Nhân là dạ. Daniel thấy thịt ếch như thế nào? Rất là ngon, bạn bè của anh chưa bao giờ ăn ếch. Em thì rất là thích ăn ếch từ nhỏ rồi. Mẹ em hay làm ếch xào sả ớt, ếch xào lăng, ếch chiên giòn. Nói chung là nhiều món ếch ở dưới quê của mình á. Thịt ếch rất là ngon, nó có độ rất dai là dinh dưỡng. Nè, dạ, ngọt nè và lại rất là dinh dưỡng nữa. Không phải ai nhìn vào cũng thích và không phải ai cũng dám thử. Bằng chứng rõ ràng là Việt Nam Cool cũng chưa bao giờ ăn ếch cho đến khi đến Việt Nam. Và anh Daniel thì cũng có một vài người bạn của mình cũng chưa có ai có gan để thử cái món ếch. Thì cũng hy vọng rằng là sau cái hoạt động nấu ăn thì chúng ta cũng sẽ ghé lại tại nhà hàng của chị Linh để có thể trải nghiệm trọn vẹn những món khác liên quan đến ếch nữa. Cách làm sao để mà giúp cho cái thịt ếch mình nó ngon nhất có thể trong cái món này? Dạ. Như mọi người cũng biết thì thịt ếch á, thì sẽ có cái mùi hơi tanh nhẹ một chút thôi. Tại vì là lưỡng cư mà cũng có một chút xíu thành phần nửa gà và nửa cá trong đó. Thì mình sẽ xử lý một chút xíu bằng rượu để cho cái mùi đỡ tanh và dậy cái mùi thơm của thịt ếch hơn. Thì xin được nhắn với lại Daniel cũng như là Việt Nam Cool là bởi vì chúng ta sẽ là những người nấu lại cái món ăn này, cho nên nếu như có bất kỳ những cái thắc mắc nào thì chúng ta hãy tranh thủ hỏi chị Linh. Anh nhìn thấy và thì và nghĩ anh sẽ làm được. Rồi. Em nghĩ là với cái kinh nghiệm mà anh đã từng nấu ăn ở đất nước Nga của mình á thì cũng sẽ vận dụng ở đâu đó vào trong cái món này đó anh. Không có kinh nghiệm và không có trải nghiệm. Nhưng mà anh không sợ, anh không sợ nấu ăn. Cái rất là hay ở trong cái món này mà hai đầu bếp chính mình phải lưu ý đó là cái phần nước sốt. Tại vì mình xử lý ếch xong thì cái câu chuyện mình nêm nếm cái nước sốt như thế nào, rồi trong nước sốt nó có thành phần gì, thì sao mình không tranh thủ mình hỏi chị luôn đi ha. Anh muốn sử dụng kim cương rồi. Lát nữa anh sẽ sử dụng kim cương để anh hỏi. Bây giờ mình hỏi đi, mình không tốn kim cương. Đúng rồi, giờ mình hỏi đi, để lát nữa mình không tốn. Hồi Miss Lynn, Lynn có chồng không? Lynn có chồng không? Câu này không trả lời được không? Yeah.
Ôi là con cá. Cá. Cá Pikachu ơi, đây là cái cá mà chị nói là nó không có ngoan ở phần đầu của nhập gia tùy tục đó. Bây giờ nó đã hoàn thành cái nhiệm vụ của nó, trở thành món cá bò hòm nướng muối ớt. Để cho nó hoàn chỉnh thì thiếu một cái loại gia vị nữa. Giấu à. Muối ớt chanh. Muối ớt chanh. Phải có gia vị này. Mới ngon. Cái muối ớt chanh này là ăn chung với tất cả các loại hải sản luôn. Mà thấy là cái nước sốt này nó có vẻ đậm đà ha. Để em để người phụ nữ ra tay. Miền Trung phía ngoài như muối chanh Nha Trang này, sẽ còn như tiêu Quảng Trị, thời Pháp ấy là tiêu số 1 thế giới. Chị đang làm gì vậy ạ? À? Chị chờ mọi người ăn xong tới chị. Ủa đâu chị đang làm thủ tục gì chứ? Ba anh em mình sao? Từ tốn em ơi. Đừng cho khách tới nhà quánh giá ba anh em mình ham ăn hút uống. Mà người Mỹ khi vùng mà Kyle sinh ra và lớn lên là bên bờ đông, người ta không có ăn cay được. Nếu như mình nói về ở miền Trung thì từng vùng miền đều có những cái đặc sản riêng. Kyle cũng nhận thấy một điều rất là cay. Những cái món ăn rất là đậm đà và ngon. Có thể nói là miền Trung là một trong ba vùng miền mà Kyle thích nhất. Là do là vì nó có quá nhiều nét đẹp văn hóa. Người miền Trung nói chung là những con người rất là vững vàng. Thấy cái sự đoàn kết của mọi người là rất là ấm cúng và ai cũng lo cho nhau á. Cái điều đó là lúc nào cũng làm cho Kyle cảm thấy xúc động. Đó chính là lý do vì sao mà người ta nói là đôi khi ở chính trong ẩm thực nó cũng nói lên rất là nhiều về nét đặc trưng của vùng miền cũng như là về tính cách con người ở cái vùng đất đó. Mika đi rất nhiều miền Trung. Đặc biệt là Mika có một câu chuyện rất là tình cảm với miền Trung, bởi vì miền Trung là nơi Mika bắt đầu học tiếng Việt. Và giống như Kaya nói, Mika cũng rất thích đồ ăn ở miền Trung và không biết là vùng Huế, ví dụ có đặc sản của vùng bộ Huế. Còn mình thì ở Hội An thì có nhiều món của Hội An, ở Đà Nẵng là có rất nhiều đặc sản ở đó. Cho nên mình cảm thấy đây là một tính rất là giáo với văn hóa, với món ăn, với người, với lịch sử. Hay quá! Đúng là mỗi một vị khách của chúng ta, mỗi một người bạn của chúng ta đều có cái sự trải nghiệm riêng biệt với miền Trung. Và hy vọng là ngày hôm nay cái món này cũng mang đậm đà bản sắc miền Trung, sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm hoàn toàn mới hơn nữa so với những cái trải nghiệm trước đây. Đây sẽ là cái món ăn chủ đề mà hai người bạn nước ngoài của chúng ta sẽ phải thực hiện trong nhập gia tùy tục hôm nay. Thực ra cái món này nó vừa khó vừa dễ. Dễ vì thịt nó rất chắc và ngọt. Khó vì da nó rất là dày. Quan trọng nhất ở đây chính là nước chấm. Chế biến đơn giản nhưng mà chấm với sốt ngon nó sẽ rất ngon. Nó có hai cách làm, nó chỉ hấp hoặc nướng. Tất cả các món của Việt Nam là đều có một cái nước chấm riêng. Ví dụ như là ngày xưa là Kyle ở miền Tây, và người miền Tây thì rất là dễ thương và gần gũi. Đúng. Họ trưng bày rất là nhiều đồ ăn. Khi xong rồi là từng sốt mình thì rối luôn á. Nhưng mà mình chỉ thấy là cái sốt này nhìn có vẻ ngon mà muốn chấm cái đó, khi xong rồi thì la liền. No, cái này là đi kèm với cái này là không được chấm vào đó. Mà cái đó cũng là một cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Từ đời này qua đời nọ mình đã đúc kết được, ông bà mình đúc kết được và truyền lại. Và mỗi một cái món ăn mà mình kết hợp với nước chấm thì nó sẽ tăng thêm cái hương vị của món ăn đó. Sau phần thưởng thức này chúng ta sẽ đến với phần vào bếp. Và hai người chơi nước ngoài của chúng ta sẽ trở thành những đầu bếp của nhập gia tùy tục. Bây giờ chúng ta ăn nốt và sau đó vào bếp nha. Với nhập gia tùy tục. Mọi người có thử múa chén bao giờ chưa? Anh là người chuyên múa chén á. Cái kia nó có hiện tượng không lên á. Chỉ là hơi rung tay. Là do là vì là lâu rồi á. Không bao giờ tất cả thành viên của gia đình sắp tới sẽ có một bạn trai nữa. Mà nghe mình sẽ không lo lắng bởi vì có cây ở gió cây rất là mạnh mẽ. Cái này là bột ớt. Đây là bí mật của Mika, có thể đi xem có được không? Trời ơi, kêu giấu nghề mà bước qua nhà ta coi. 1 triệu rồi đó, chưa tính nguyên liệu. Mình phải kiếm tiền để mà mình bù đắp lại cho cái món ăn này. Kayo, cho nên Kayo chú ý nha. Mika cần kiếm tiền để sinh con. Người bạo lực cũng tùy. Mika mẹ và bé ơi. Cùng đón xem nhập gia tùy tục vào thứ hai hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube TV Hub.